Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thầy Yên và anh Hoàng Trọng Thủy quay trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị những bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, một trong những bản tin đó là vào chiều ngày hôm qua thì một người mà đã từng được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào chức vụ làm người lãnh đạo cho một cái tổ chức thiện nguyện chuyên cung cấp những cái dịch vụ cho cộng đồng của chính phủ liên bang. Cái tổ chức này được gọi tắt là CNCS. Thế nhưng vào ngày hôm qua, ông này đã phải từ chức bởi vì bị phanh phui là có vô số những cái lời miệt thị cũng như là kỳ thị chủng tộc đối với từ người da màu cho đến người Mễ, rồi cộng đồng người LGBT và cả những cựu chiến binh nữa. Thì đây là ông Carl Higbee, thưa quý vị. Ông này từng phục vụ trong Navy SEAL, được bổ nhiệm làm lãnh đạo CNCS vào năm 2017. CNCS là một cái tổ chức đã có từ thập niên 90, chuyên kết nối những cái tình nguyện viên, sau đó họ cung cấp những cái dịch vụ thiết yếu và đi phục vụ cho những cái vùng nghèo khó hoặc là những nơi bị thiên tai. Thì tổ chức này chủ yếu tập trung vào 6 lĩnh vực như là thảm họa thiên tai, phát triển kinh tế, giáo dục, quản lý môi trường, giúp đỡ cho cựu chiến binh và gia đình của các quân nhân. Tuy nhiên, một cái tường trình rất là chi tiết từ đài CNN cho thấy là kể từ năm 2013, khi mà xuất hiện trên rất nhiều chương trình radio, thì ông Carl Higbee đã có những cái phát ngôn. Thứ nhất, ông nói rằng, ông kể một câu chuyện có một cái khu condo khi ông tới giúp đỡ, thì ông tả là ông thấy một cặp vợ chồng với 5 đứa con rồi ở chung với một người grandma, và tất cả những người này không có đi làm. Thì ông nói với cái người chủ trì chương trình radio đó là nghe đến đó là bạn có thể biết được là màu da của những người này là người gì rồi. Yeah. Tiếp đến, ông kể lại có nhiều người gọi ông là bị cái chứng Islamophobia, nghĩa là sợ người Hồi giáo, nhưng mà ông nói rằng ông không có sợ, ông không thích, và đó là một cái sự khác biệt rất là lớn. Ông cáo buộc là tất cả những người Hồi giáo vào ngày thứ 5 thì có thể thoải mái đi cưỡng bức những đứa bé trai, và ngày thứ 6 thì lại đi cầu nguyện. Ông nói rằng tư tưởng của người Hồi giáo làm cho ông phát bực. Và ông nói rằng những cái người phụ nữ da màu thì cứ nghĩ việc sinh đẻ là một cái công việc được trả lương hay là sao đó, mà cứ nằm ở nhà và sinh con, và chính phủ thì cứ phải cung cấp. Và ông gọi rằng cái văn hóa đó của người da màu khiến cho ông không chịu nổi, ông gọi là không có đạo đức. Và tệ hơn hết là ông cáo buộc rằng 75% các cựu chiến binh, những người tiếp nhận sự chu cấp từ chính phủ và tiếp nhận trị liệu y khoa, thì ông nói rằng 75% những người này chẳng có cái bệnh gì cả, mà chỉ muốn trục lợi từ chính phủ mà thôi. Và sau khi tất cả những cái lời phát ngôn này của ông được CNN trích đoạn ra từ những cái chương trình radio đăng tải, thì ông đã phải từ chức, thưa quý vị. Hôm nay không biết vì lý do nào lại có cái tin tức trùng hợp ngẫu nhiên. Một mặt thì chính phủ, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đụng độ nhau ngay trong thời điểm chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức này ở tại Washington DC để ngăn ngừa cái chuyện mà đóng cửa chính phủ. Hai bên, các đại diện của đảng Cộng Hòa, đại diện của đảng Dân Chủ, từ ông Mitch McConnell đến ông Chuck Schumer đang thảo luận, ngồi xuống bàn đàm phán. Bên phía đảng Dân Chủ thì nói rằng nếu mà các anh không đưa vào nghị trình làm việc, chương trình để chúng ta thảo luận về DACA. Và thứ nhì, thêm một cái điểm rất là đặc biệt, đó là ngân sách để mà giải quyết viện trợ cho tình trạng thiên tai Puerto Rico, Texas, Florida, vân vân, California, thì chúng tôi sẽ không đồng ý. Thì hai vấn đề đó, còn ngoài cái vấn đề nhỏ nhặt khác nữa, vấn đề liên quan đến nợ nước Mỹ quá lớn, thì cái điều đó là điều đảng Cộng Hòa lo ngại. Thì hai bên hiện nay đang ngồi
trong bản thảo luận, họ cố gắng tìm một cái điểm dung hòa. Và cái điểm dung hòa này khổ nỗi đó là ý ông Trump là còn muốn cài vào cái ngân sách dành để xây dựng bức tường nữa. Ai cũng muốn cái phần bánh của mình trong cái việc thảo luận này hết. Và nếu cái phần bánh của mình không có thì họ không đồng ý. Đó là điểm khó khăn. Thì mọi người đều hy vọng là đảng Cộng Hòa cuối cùng phải thuận theo đảng Dân Chủ để kèm vào trong cái dự luật. Mà thưa quý vị, cái dự luật này là stop gap, có nghĩa là trong khoảng thời gian giữa hai cái phần chi tiêu của của 3 tháng một lần đó, thì ở giữa nó có cái gap, cái khoảng cách. Thì cái dự luật này nó gọi là dự luật chỉ là stop gap để mà tránh tạo ra cái khoảng cách thôi. Sau cái dự luật này nó chỉ có đến tháng 2 là hết. Lại tháng 2 lại phải ngồi xuống nói chuyện tiếp về cái dự luật về ngân sách này. Cho nên họ xem đó là một cái vũ khí chính trị rất quan trọng cho đảng thiểu số, tức là đảng Dân Chủ hiện nay. Đảng Dân Chủ hiện nay không có khả năng gì để thông qua cái luật nào hết, cho nên họ dùng cái điểm này để mà giúp cho họ có thể thành công trong cái việc mà ít nhất là tạm thời áp lực đảng đối lập. Sau một tháng lại ngồi xuống nói chuyện tiếp. Cái sự trùng hợp chúng tôi muốn nói ở đây là vào lúc đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đang tranh cãi nhau, thì các tổ chức, nhất là March for Life, tuần hành vì mạng sống của con người, đây là các thành phần bảo thủ ủng hộ giữ lại mạng sống của đứa bé thay vì là phá thai. Thì anti-abortion, chống phá thai, là lực lượng này. Và hàng năm họ tổ chức vào ngày thứ 6 của tháng Giêng. Và khi mà và đặc biệt là năm nay đó, lại là năm mà có Tổng thống Donald Trump. Và lần đầu tiên họ nói một người lãnh đạo trong Tòa Bạch Ốc sẽ có bài diễn văn. Tuy nhiên ông không hiện diện ngay tại trung tâm của cây bút chì và cái tượng đài của ông Tổng thống Lincoln, cây bút chì, bởi vì cái National Mall có cái cây mà người Việt Nam chúng ta hay gọi là cây bút chì, trông giống cây bút chì ở đây lắm, và thường là các cuộc tập trung biểu tình nó lớn lắm. Dự trù vào khoảng 100.000 người anti-abortion, chống phá thai sẽ hiện diện tại đây, và họ sẽ nhìn và nghe thông điệp của Tổng thống Trump đọc tại vườn hồng của Tòa Bạch Ốc. Ngoài ra, sự hiện diện còn có các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như là Phó Tổng thống Mike Pence cũng sẽ hiện diện ở đây. Ông trưởng khối chủ tịch Hạ viện là Paul Ryan cũng sẽ có mặt ở tại đây để trình bày. Trong khi đó, ở bên phía Las Vegas lại có một cái cuộc biểu tình khác, mà biểu tình này mang tên là Power to the Polls, của những người ủng hộ phá thai. Và những người ủng hộ cho cuộc biểu tình này và có bài đọc bài diễn văn lại là các thành viên của đảng Dân Chủ. Đây là những người phụ nữ, họ mượn diễn đàn này để đưa ra những lời lẽ chỉ trích Tổng thống Trump và kêu gọi người phụ nữ và kể cả người chuyển đổi giới tính vân vân. Tất cả hãy cùng nhau xuống đường biểu tình, và họ chọn Las Vegas để thực hiện cuộc biểu tình này. Một bên là miền Đông và một bên là miền Tây, một bên là chống phá thai, một bên là ủng hộ phá thai. Hiện nay họ đều có muốn đưa ra các thông điệp để nói lên tiếng nói và quan điểm chính trị của họ. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.